Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bảng thiết kế 3D hồ cá koi âm dưới đất. Bảng thiết kế này mình mới làm xong. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết về cấu tạo của cái hồ và cái hầm lọc này. Đây, đầu tiên mình sẽ xin giới thiệu với các bạn, đây là cái hầm lọc. Hầm lọc này mình chia làm 4 ngăn. Cái ngăn đầu tiên nó sẽ làm nhiệm vụ là chứa những đồ dơ nhất của hồ nằm ở đây. Đây các bạn có thể thấy đây là cái hút đáy của hồ, và cái này là hút mặt của hồ, sẽ được kéo về. Đây các bạn có thể thấy, được kéo về cái ngăn đầu tiên. Và ngăn đầu tiên mình được thiết kế, cái này là mình thiết kế theo lọc đứng nha các bạn. Vật liệu lọc thay vì mình nằm ngang thì bây giờ mình sẽ cho là nằm đứng các bạn. Thì tất cả đồ dơ nó sẽ bị lắng ở dưới đáy này và cái bị chặt bởi cái vật liệu lọc đó các bạn. Rồi cái hai cái ống này nhiệm vụ sẽ cấp nước từ cái ngăn đầu tiên này qua ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai là ngăn này này các bạn. Đó, qua ngăn thứ hai này. Thì qua ngăn thứ hai nó cũng như thế, cũng sử dụng vật liệu lọc. Rồi là nó sẽ chặn đồ dơ ở dưới và nó sẽ lấy nước trong ở trên cái mặt này qua ngăn thứ ba này các bạn. Đó, ngăn thứ ba mình sẽ tiến hành mình lắp đặt máy ở đây. Thì máy nó sẽ lấy nước trong, nó sẽ về cái nước trong này, nó về cái hồ nuôi này các bạn, lên cái thác nước sẽ chảy xuống dưới cái hồ này, cái hồ nuôi này. Ở đây mình sẽ thiết kế như vậy là để nó sẽ nhàn hơn cho người nuôi các bạn. Và mình đã thiết kế thử rồi, và mình đã làm áp dụng cho cái hồ thủy sinh và cái lọc đứng. 3 tháng nay là mình chưa phải vệ sinh, mặc dù là cái hồ, cái ngăn lọc rất là dơ rồi nhưng mà nước vẫn trong các bạn. Thì bây giờ bên này là mình sẽ thiết kế như vậy. Bên này là cái ngăn này là ngăn thứ tư, là ngăn khô nha các bạn. Ngăn khô á thì nó sẽ nhiệm vụ là đặt cái máy hút hút đáy ở dưới bên này các bạn. Thì cái bên này thì nó sẽ thông qua ngăn khô bởi một cái ống này. Khi các bạn rút cái ống này ra thì toàn bộ cái đồ dơ ở cái ngăn đầu tiên này nó sẽ chảy về cái ngăn khô này. Và cái ngăn thứ hai cũng vậy, bạn rút ống này ra. Rồi ngăn thứ ba cũng vậy, bạn cũng rút ống này ra. Rút cái ống này ra thì tất cả ba cái ngăn này sẽ độc lập, nó sẽ chảy hết đồ dơ về cái ngăn khô này. Các bạn không cần phải rút vật liệu lọc lên, các bạn chỉ cần lấy máy bơm các bạn xịt thôi. Xịt vào ngăn 1, ngăn 2 và ngăn 3. Khi các bạn rút mấy cái ống này ra thì tất cả đồ dơ nó sẽ tràn về cái ngăn khô này. Thì các bạn sẽ dùng máy hút đáy các bạn hút ra ngoài. Vậy là chúng ta sẽ không phải nhấc vật liệu lọc ra, nó sẽ rất là mệt và nó dơ tay dơ chân các bạn. Thì ở đây mình sẽ làm thiết kế như vậy để mình vệ sinh rất là nhàn các bạn. Tất cả cái hệ thống đều được tự động hết. Bên này mình sẽ xin giới thiệu với các bạn cái hai cái ống này. Tại sao có hai cái ống này? Hai cái ống này gọi là hai ấy là ống để dòng. Đây khi là khi mà nước lấy từ cái ngăn số 3 là cái ngăn sạch các bạn lên thác, khi nó chảy xuống thì chúng ta sẽ thiết kế một dòng thác ở đây, một dòng thác ở cao ở đây. Thì dòng thác này nó sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ chảy xuống dưới cái hồ này, và nó thì nó chảy xuống khi dùng một sức nước mạnh nó chảy trên cao xuống các bạn. Nó sẽ chảy vào hai cái ống này. Chảy vào hai cái ống này, và hai cái ống này sẽ tạo thành lực đẩy. Lực đẩy này sẽ tạo thành một cái dòng xoáy các bạn. Có dòng xoáy vòng tròn như vậy các bạn. Đấy, cái thằng này nó sẽ xoáy như vậy, thằng này sẽ xoáy như vậy. Tạo thành một xoáy vòng tròn, nó sẽ xoáy những cái đồ dơ về hết cái rốn của cái hút đáy này các bạn. Thì nó sẽ qua cái ngăn lọc đầu tiên này. Đấy, nhiệm vụ nó có hai cái ống đẩy dòng là như thế. Hai cái ống đẩy dòng này là mình sẽ không dùng máy mà mình sẽ dùng thác nước để đẩy dòng. Mình sẽ tiết kiệm được một cái máy các bạn. Và nó sẽ không mất công suất của cái máy mà nó vẫn đẩy rất là mạnh. Thì mình sẽ dùng một máy thôi, thì mình không hoặc là mình không phải chia máy ra các bạn. Mình chia thì công suất nước sẽ yếu. Đây là toàn bộ cái cấu hình và cái sơ đồ của cái mô hình 3D cái hồ cá koi âm dưới đất này các bạn. Ở đây cái tường hồ này là mình sẽ thiết kế hai lớp để khi các bạn gắn đá, các bạn gắn đá bạn chìa ra khỏi thành hồ để tạo cái sự tự nhiên cho hồ. Rồi tí sẽ mình sẽ cho các bạn xem một cái mô hình thật. Mở
mà các bạn xem lại một lần nữa tổng thể của cái sơ đồ này. Cái mô hình này mình đang áp dụng cho cái hồ cá coi di động của mình các bạn, và sau này mình sẽ áp dụng nhiều cho các hồ khác của mình. Nó rất là đơn giản và nó rẻ tiền các bạn. Ở đây các bạn vật liệu lọc các bạn có thể xài nhiều loại vật liệu lọc khác nhau, nếu tùy theo các bạn nhu cầu sử dụng của các bạn thôi. Đây các bạn xem tổng thể. Đây cái ống này là sẽ hút đặt máy để hút từ ngăn nước sạch lên cái thác các bạn. Rồi đây là cái sơ đồ thiết kế. Rồi các bạn à, khi mà làm xong đổ đặt cái đường ống xong, các bạn phải lấp bê tông nha các bạn. Các bạn phải dùng bê tông lấp hết đường ống này cho nó âm bên dưới đất. Đây nó không phải cái này mình vẽ cho các bạn xem thấy thôi. Còn khi mình làm xong á, là mình phải tất cả cái ống nó phải nằm âm ở trong đất như vậy nha các bạn. Đó, các bạn chỉ thấy một cái rốn và những cái đường ống nó nhô như vậy thôi, chứ không thể là không phải là nó như cái nãy mình làm đó các bạn. Đây các bạn có thể thấy này. Đây. Đó, cái hồ nó sẽ sạch sẽ như vậy. Bê tông nó sẽ lắp tất cả các đường ống sẽ nằm trong bê tông như các bạn, hoặc nằm âm dưới đất tùy theo thiết kế của bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xem cái hồ thực tế nha các bạn. Hồ này mình đã thiết kế cho một cái quán cà phê. Rồi xin giới thiệu các bạn, đây là cái mô hình thực tế hồ cá coi cho quán cà phê này mình đang làm các bạn. Đang chờ cho trồng một số cây chưa xong và trồng cỏ nữa. Đấy các bạn thấy dòng thác đầu tiên nó chảy rất là mạnh, xuống dưới này nó lại yếu hơn. Căn bản thì mình lấy nước từ dòng đầu tiên này chảy thẳng vào hai cái ống đẩy dòng các bạn. Đấy các bạn thấy bọt này, bọt nó đẩy này. Thì lấy sức nước từ trên cao rớt xuống là nó mạnh, nó tạo thành lực ép, nó đẩy vô cái hai cái ống đẩy dòng, và hai ống đẩy dòng đó nó sẽ tạo thành dòng xoáy để nó hút cái ba cái đồ dơ ở dưới đáy các bạn. Cái này chỉ áp dụng cho con nông bộ cao nha các bạn, cái nước ở trên cao lướt xuống thôi, còn nước mà thấp quá mình không thể áp dụng cái này được. Thì mình sẽ lấy nước từ đẩy dòng từ máy nha các bạn. Thì mình làm kiểu này thì mình sẽ không lấy nước đẩy dòng từ máy nữa, thì mình sẽ lấy nước trực tiếp từ dòng thác, thì nó sẽ tiết kiệm được cái điện hơn, tại vì xài máy nhỏ hơn các bạn. Thì dùng lực nước để đẩy. Đấy, mình đây cái hút mặt các bạn. Cái nước này mình mới cho vào để mình test máy thôi, mới ngâm hồ nên nước nó chưa có trong các bạn. Thì mình chạy một ngày là nó sẽ trong lại. Đây là cái hòn bộ ở trên. Hòn bộ ở trên này mình cái cao hơn ở dưới các bạn. Đó, ở trên này nó sâu khoảng 50 cm thôi. Là mình sẽ cho chảy xuống cái hòn bên dưới các bạn. Thì tập trung cái đồ dơ nó sẽ chảy hết về với cái hồ bên dưới để nó hút về cái ngăn lọc các bạn. Trên này thì nó lông hơn, đó, cao hơn để mình dồn tất cả đồ dơ lên kia. Đấy, các bạn có thể thấy dòng thác chảy rất là mạnh mẽ. Từ cái máy mình đặt từ hầm lọc lên tới dòng thác này là khoảng 20 m các bạn. Cái máy công suất 16.000 thì rất là mạnh. Rồi đây là cái mô hình thực tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.